số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Yeah, gia đình là số 1. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Gia đình mình có đình sẽ không ai cũng chuyện linh tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có khi vô tình nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một, oh, oh. 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 Yeah. Gia đình là số một. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng, anh nhanh tay phát tài ngay. Nè chú, lần này là tụi con không có nói dối chú nữa đâu. Thôi được rồi, chú hiểu mà. Dạ. Chị ơi, mình tiếp tục sống với chú Julian thêm một tuần nữa rồi không chị? Không được đâu, chị đã nói với em mấy lần rồi mà. Nhưng em vẫn muốn sống với chú mà. Đi nha chị. Chú ơi, tụi con cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ tụi con nha. Được gặp hai cháu á, người cảm ơn là chú mới đúng á. Tâm Anh, con nhớ đường tới nhà chú rồi đúng không? Dạ. Nè, tóc của con bay tùm lum nè, nhớ kẹp cái này lên, nghe chưa? Chú sẽ luôn ở đó, chú sẽ không có đi đâu đâu. Cho nên là con có gặp chuyện gì hay là nhớ chú ví dụ là có thể qua thăm chú. Ok không? Tâm Anh, nghe chú nói vậy yên tâm chưa? Dạ, thôi chào chú, tụi con vô nhà nha chú. Ừ. Chỉ cần nhớ qua thăm chú thường xuyên nha. Dạ. Thôi tụi con đi nha chú. Ừ, ok. Dạ. Tạm biệt chú. Cố lên. Dạ, cố lên. Đáng lẽ ra đó là hai đứa không có được ở đây đâu, nhưng mà thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp cho nên ông mới nhận lời đó. Dạ, tụi con cảm ơn ông. Thực sự là tụi con cảm ơn ông. Giờ đi theo ông, ở tạm cái phòng này, cho dù nó hơi bề bộn chút nhưng mà có còn hơn không. Dạ, tụi con cảm ơn ông. Ừ. Đi. Ông ơi. Gì? Cho con miếng nước được không ông? Trời ơi, nó chưa cống hiến mà đòi hỏi. Đi theo tôi. Từ giờ hai chị em mình sẽ ở đây cho đến khi gặp lại ba. Công nhận phòng này tốt thiệt ha. Tốt gì mà tốt chị, ở đây toàn quần áo không à, đâu có chỗ cho hai chị em mình ngủ đâu. Như vậy là tốt lắm rồi. Hay là em muốn hai chị em mình ngủ gầm cầu? Thôi ngủ ở đó thấy mà ghê. Ủa, hai đứa làm gì ở đây? Dạ, ông nói là từ nay cho tụi con ở đây để làm việc á. Vậy hả? Dạ. Vậy tính ra chúng ta có duyên quá ha. Bây giờ có bạn nào xung phong lên bảng giải bài này không? Thầy ơi. Em hả Nguyên? Lên bảng giải. Nguyên, Nguyên. Cái bảng bên này mà. Nguyên. Thầy Đức. Thầy Đức. Thầy Đức. Nguyên.
Ủa dạ. Đang trong giờ học mà sao em tới đây vậy? Thì em nghe thầy có chuyện gấp là em bỏ hết em chạy qua đây với thầy rồi. Thầy có bị sao không thầy? Không, thầy không bị sao hết á. Chẳng qua là ngày mai đám hỏi của thầy rồi. Dạ. Mà mang tiếng là giáo viên mà không có bộ vest nào cho ra hồn hết á. Thầy gọi em tính nhờ em hỏi ba em mượn cho thầy bộ đồ vest được không? À, mượn đồ vest hả thầy? Chuyện nhỏ thầy. Nhưng mà em sợ thầy không mặc vừa đồ của ba em á. Không, không sao. Thầy sẽ cố gắng nha, được dạ, không? Dạ được thầy. Em tốt với thầy quá. Dạ. Không có em thầy không biết phải làm sao hết á. Đâu có gì đâu thầy. Nè. Dạ. Cô giáo mới dạy làm sao? Thôi thầy đừng nhắc bà cô đó nữa. Sao vậy? Chẳng qua là tại em thấy em có lỗi cho nên là mới để cho bà tiếp tục dạy thôi. Ờ. Chứ bà cô gì như bà điên vậy á. Ừ. Thầy gán thầy đợi em thời gian nữa nha. Ờ. Ủa, sao đám cưới thầy rồi mà sao không ai phụ thầy hết vậy? Em cũng biết thầy đâu có nhiều bạn bè đâu. Ngày mai đám hỏi rồi mà không tìm ra được người bưng quả thầy rầu ghê luôn á. Bưng quả hả thầy? Ờ. Em bưng quả được không? Em bưng được em bưng cho. Được không? Dạ được chứ. Nè, nhà cô dâu ở xa lắm. 5 giờ sáng là khởi hành rồi đó nghe. 5 giờ sáng hả thầy? Ờ. Được không? Chuyện nhỏ thầy, 5 giờ sáng em dậy em qua phụ thầy. 5 giờ sáng. Dạ. Em làm được. Tâm Anh, không được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe chưa? Dạ. Chị đã nói rồi mà. Tâm Anh, không có được đụng vô bất cứ thứ gì, nghe không? Dạ, em biết rồi. Giờ học cứ chạy qua nhà thầy giáo dạy tiếng Anh để làm cái gì? Muốn cái gì thì phải học xong rồi mới được đi chứ. Thì có sao đâu, con cũng đi về liền rồi mà. Với lại con quyết định sáng ngày mai con sẽ bưng quả giúp thầy nha mẹ. Cái gì? Bưng mâm quả hả? Cái thằng điên này, dẹp đi. Ê, mẹ. Tại vì nhà thầy không ai giúp hết á. Miễn sao con không đi học trễ là được. Bữa nay trả treo với mẹ nữa hả? Muốn chết không? Mẹ, mình giúp thầy một chút tiền nha. 5 triệu thôi. Sao? Thầy không có một đồng để làm đám hỏi luôn á. 5 triệu hả? Tại vì nhà thầy không ai giúp hết á. Dù gì thì thầy cũng dạy con lâu rồi. Mà giờ ông lại có một chuyện chút xíu như vậy mà con không giúp được thì kỳ lắm. Cái thằng điên này, con làm giống như từ đó tới giờ thầy của con dạy chùa cho con vậy đó. Nhưng mà thời gian dài nó gắn bó á. Với lại một phần nữa là tại vì thầy không dạy con nữa cho nên là thầy không có tiền. Mẹ giúp thầy một chút thôi. Sao mẹ không có lòng thương người gì hết vậy? Con muốn chết hả cái thằng kia? Tao đang điên ba mày lắm nha. Rồi bây giờ tới mày nữa hả? Cái thằng này. Dẹp đi. Mẹ, mình giúp thầy một chút thôi. Mẹ. Ủa? Dạ, con chào chú. Con là ai vậy?
Dạ, con là người giúp việc mới. À, mong chú giúp đỡ con. Ừ. Đi vô con. Con làm gì vậy? Con thích. Nhìn gì? Vô lượm, nhiệm vụ mà. Thôi đi lên. Có mùi gì thối quá. Con nói gì vậy? Ủa, người chị đâu có mùi gì đâu. Với lại chị lớn tuổi hơn em mà, sao em nói kỳ vậy? Tôi thích á thì sao? 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 Đến thời tôi hả? Ăn đây nè, ăn đây. Thôi đi lên. Không biết sống sao cho vừa lòng với mọi người nữa. Sao trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái của con á. Em gái hả? Dạ. À, vậy là hai chị em ở trong nhà này hả? Dạ. Đúng rồi, ba cho nó vô làm giúp việc nhà mình đó, rồi tiện cho để trong phòng quần áo luôn. Dạ. Cái con này. Ủa? À, hả con gà, cái con đi giết nó. Ừ, con gái nó giết gì mệt quá. Ôi, con tên gì? Con tên Tâm. Tâm gì? Tâm Tâm. Em chứ nghe mùi tanh đúng rồi. Dạ, không phải đâu. Em gái con tên là Tâm Anh. Đồ tanh 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 hẹn chứ mùi tanh đúng rồi. Cái con nhỏ này, trời ơi. Mày bắt cái gì mày cười hoài vậy? Đừng đánh con mà đau nó. Nó hỗn láo kìa. Để con dạy nó. Ôi người ơi, đây là Sam, ông ngoại đánh con nè. Dạ, trời ơi, trời ơi. Ông dễ đó. Mày không chịu hả? Mày hoặc là được. Mày, chẳng đây con mà đau nó. Con chứ cái cháu gì chắc. Thôi ba thương, ba thương. Đừng khóc nữa. Bây giờ mình chơi trò chơi ha. Ba với con chơi trò chơi. À, chơi bịt mắt bắt dê. Nhưng mà ba vậy nha. Thì đương nhiên rồi, ba sẽ bịt mắt, ba bắt con ha. Lấy. Bên này nè. Đứng yên lấy chờ đi, ba sẽ qua bắt okay. Con đây. Đừng okay. Có không chạy thoát được ba. Bây giờ ba đang tìm mình đó. Nhưng mà thật sự là mình đang nằm ở đây. Nhỏ này, bữa nay đâu mà ra đây nằm vậy? Khoan, mẹ cởi giày đã, khoan. Mẹ. Từ từ. Mẹ nói này mẹ quan trọng lắm, rất là quan trọng luôn. Mẹ vậy hả? Cô có hai con nhỏ nhà quê nó dám vào nhà mình đó mẹ. Nhỏ em á thì nó dám vào phòng của con, nó tên là Tâm Tanh á. Đứa nào tên là Tâm Tanh? Thì nó là Tâm Tanh chứ là cái gì? Ba? Ai vậy ba? Hai đứa nhỏ nó dưới quê lên mà nó không có chỗ ở thì ba mới nhận vô để nó giúp việc nhà mà. Ba này, tự nhiên cái ai không có chỗ ở là ba đem về nhà cho người ta ở hả? Thì ở tạm cái phòng để quần áo đó. Dạ, tôi con chào cô. À, mẹ, nhỏ này nè, đó là Tâm Tanh nè mẹ. Làm chi? Đừng à. Làm chi? Đừng à. Anh dạ. Ba, không có được đâu nha ba. Ba đừng có tự tiện quyết định với cái chuyện này. Không có được đâu, đồ nhà quê. Tránh ra con mẹ nói chuyện coi. Nè, cô xin lỗi hai đứa nha. Nhưng mà chắc là không được đâu. Từ xưa tới bây giờ gia đình cô không có muốn người giúp việc ở lại qua đêm. Không có muốn người giúp việc ở lại qua đêm. Công việc nặng nhọc lắm, con không có làm nổi đâu. Không làm nổi đâu, không làm nổi đâu. Giả lại còn đem thêm gái nữa. Giả lại còn đem thêm gái nữa. Cứ để nó làm thử coi. Đằng nào nó lương cũng thấp hơn mấy người giúp việc trước mà. Ba,
Con nghĩ không phải là lúc ba xen vô mấy cái chuyện này đâu ba. Tụi con xin lỗi cô, nhưng mà cô có thể cho tụi con tiếp tục làm việc ở đây được không cô? Thật sự là tụi con không còn chỗ nào đi hết á. Cô nói không được là không được. Bữa nay hai đứa lỡ rồi thì thôi, ngày mai hai đứa cảm phiền đi giùm cô đi. Nếu giúp được á thì giúp đi chị. Người ta khó khăn mới như vậy. Với lại nhà mình á, nhà giúp việc nghỉ rồi. Không có liên quan gì tới em hết. Đi làm thì lo đi làm nhanh lên đi. Không có được nha hai đứa. Yeah. Dạ. Cô ơi cô, con khỏe lắm á cô. À, con ăn ít nữa. Ai sai gì con cũng làm hết á. Trả cho con ít tiền cũng không sao hết á. Tụi con thiệt sự là không còn chỗ nào để đi hết á. Cô cho tụi con ở đây đây làm nha cô. Cô nói không được là không được mà. Không có được đâu. Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy chứ? Cái thằng này xô em té hả? Xô em té hả? Làm chi? Không biết cái gì thì thôi đi. Ở bày đặt mà xen vô nữa. Thì đúng rồi, con không biết gì hết á. Nhưng mà con biết lúc nào thì nên giúp người đáng thương. Tại sao mày lại đối xử với người khác như vậy? Mày thật là vô tâm mà. Vậy thằng này con đá mày bây giờ. Mẹ đánh con bây giờ á. Nhiều chuyện quá. Dạ đúng rồi đó chị. Nếu giúp được á thì giúp người ta đi. Cứ để nó làm, có sao đâu. Không có ai nói năng gì nữa hết á. Tôi nói không được là không được. Oh yeah, mẹ của con đúng là số 1, number 1. Không có được đâu, đồ nhà quê. Cái con cám này. Đúng là hai mẹ con cám mà. Thiệt tình luôn á. Bây giờ có cái vụ mà mướn con nít đi làm việc nhà nữa chứ. Nè, anh ngủ làm cái gì mà tư thế mày kỳ cục vậy em? Xích qua cho người ta đi coi. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng, anh nhanh tay phát tài ngay. Ủa? Tâm Ý? Chị? Tâm Anh? À chị. Ủa, hai em nói đi giúp việc là ở nhà này á hả? Dạ đúng rồi, mà chị cũng giải đèn kèm ở đây hả? Đúng rồi. Ôi hai vậy à, cuối cùng mình chị em mình có thường xuyên gặp nhau rồi. Mà hai đứa đừng có nói cho ai biết á là chị không phải là sinh viên của trường khoa học xã hội và nhân văn nha. Dạ, đúng rồi. Mà em cũng làm hết hôm nay là nghỉ rồi. Ủa sao vậy? Ủa, cô cháu tới rồi hả? Dạ, em chào chị. Mấy đứa làm gì mà ồn quá vậy? Dạ. Nè, qua đây cô biểu. Dạ. Cô cháu lên lầu nha. Dạ. Nè, bây giờ thì cô có việc đi ra ngoài. Một lát nữa 7 giờ á, con lấy nồi canh hâm lại rồi nấu cơm cho cô nha. Dọn dẹp tầng ở đây rồi lên tầng lầu nữa. Máy hút bụi cô để ở trỏng á. Dạ. Đây là tiền lương ngày hôm nay của con nè. Vất vả cho con rồi. Dạ. Cô đi nha. Con cảm ơn cô. Hôm nay tôi không có tâm trạng để học. Cô đi về đi. Em có bao giờ có tâm trạng để học đâu. Cứ mỗi lần cô kêu bắt đầu học thôi là suốt ngày em cứ kiếm chuyện để em chèo kéo cô không à. Tôi đã nói là tôi không học mà. Cô không nghe hả? Cô không hiểu cô đã làm cái gì em nữa. Mà sao lúc nào em cũng đối xử với con vậy hết trơn á. Cô có làm cái gì sai không? Hả? Cô có làm cái gì sai với em không? Mà lúc nào cũng đối xử với con vậy. Cô nghĩ là kiếp trước cô bắt nợ em á. Cô đi dạy cô say xỉn mà bây giờ cô la tôi hả? Dạ alo em nghe nè thầy. Hồi sáng thầy quên dặn em. Ngày mai dạ. Nhớ mặc áo sơ mi trắng nghe. Với lại đem cái bộ vest của ba em cho thầy mượn nghe. Dạ dạ em nhớ rồi. Mai gặp thầy hả thầy? Mai gặp nghe. Cảm ơn em.
Ôi trời, ba ngủ gì kỳ vậy? Ba. Ba cho con mượn bộ vest đen này nha ba. Chúc ba ngủ ngon nha. Ơ, anh gì ơi. Anh có biết xài cái máy này không vậy? Cái này hả? Chị dùng nó làm chi? Đây là công việc của tôi mà. Thôi khỏi đi, chị cứ bỏ nó. Thậm chí cứ để cho nó bừa bãi như cái thùng rác cũng được, cho mẹ tôi tức chơi. Ông ơi. Ừ. À, ông biết xài cái máy này không ông? Ông chỉ cho con với. Thì giờ cứ cắm điện bật công tắc mà nó bốc khói thì mình quăng luôn. Ai biết xài sao? Thôi để đại đó đi. Nè. Ủa, em biết xài cái máy này không? Em chỉ cho chị đi. Không biết, không biết, đói bụng lắm. Dọn sườn ra đây. Sườn ngon lắm. Sườn ngon, sườn ngon, sườn ngon. Ờ, Tommy. Ba nó đâu rồi con? Dạ. Chú đang ngủ không? Vậy hả? Dạ. Con mời ông ăn cơm. Ừ. Lấy em sườn cho tôi đây. Ừ, sườn chưa có chín. Em chờ xíu nha. Quá mệt mỏi. Ăn mà còn phải chờ đợi, quá mệt mỏi. Bà phụ non, im giùm cái. Ủa rồi em con nó ăn cơm chưa con? Dạ, chú xíu nó ăn chung với con cũng được không? Đâu được, con nít làm sao để ăn trẻ được. Ờ thôi, lại đi ăn cơm chung với ông đi con. Đừng em. Nó vô bận lắm, sao nó ăn chung với mình được? Con này, dơ cái gì bà dơ. Vô ngồi ăn đi con. Đừng em. Ông ngoại muốn nó ăn đúng không ngoại? Thì sao? Chị Lam Chi sẽ nhịn cho ông ngoại vừa lòng ông ngoại. Vậy thấy giỏi không? Không chịu à. Nên không ăn thì đi. Đi lên. Dạ, sườn chín rồi nè. Sườn hả? Có sườn này. Trời, có quả kìa. Thôi, lấy cái chén cho em đi con. Ừ. Đây, ông cho con miếng sườn nha. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Mày đặt. Ngon không con? Dạ ngon, ăn cảm ơn. Ăn nhiều vô. Ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con. Đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Ờ, đồng ý. Dạ. Rồi con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa không? Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi. Rồi sáng mai về luôn ha. Dạ, con cảm ơn ông. Ngon không? Ừ, ăn thoải mái đi con. Sườn của tao. Mình chỉ ăn có 2 miếng thôi. 2 miếng gì mà 2 miếng? Có 9 miếng mà mày ăn hết 2 miếng thì còn gì đâu tao ăn. Vẫn còn có 7 miếng mà. Một mình tao ăn 30 miếng còn chưa đủ nữa. Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn không? À, thứ tao thích nhất trên đời này là thịt sườn, mày có biết không? À đâu mà. Mình xin lỗi. Mày xin lỗi hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? Ok, vậy bây giờ tao lấy bất cứ thứ gì của mày á, sau đó tao nói xin lỗi là được đúng không? À, đưa đây cho tao. Đưa đây. Đưa đây á. Không ạ. Không được, cái đó là của Sunshine, đưa cho. Không, mày.
Mày buông ra chưa? Cái này là của chú Julia. Mày buông ra chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Julia cho mình mà. Mày có biết là mày đang làm tao bực không? Mày có biết tao là cái gì trong nhà này không? Tao là má thiên hạ trong nhà này đó. Nhìn tao gì móc mắt bây giờ. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em bị sao vậy hả? Chị em mình ở đây tới sáng mai thôi. Ngày mai chị em mình không có ở đây nữa đâu. Con đi thi casting. Dạ đúng rồi cô. Nghe nói là hôm nay có kết quả vòng 1 thì phải. Dạ con đang lên mạng xem rồi cô. Nhìn con có gì đâu đặc biệt. Rớt là cái chắc. Hết muốn coi luôn. Anh Quốc ơi. Hả? Mai ơi, kết quả sao rồi em? Kết quả của chúng ta. Thôi được rồi, khỏi nói nữa đi. Chúng ta đầu vòng 1 rồi. Thiệt hả? Em vui quá à. Cô ơi. Ủa đậu rồi hả? Dạ đậu rồi cô. Sao hên quá vậy ta? Liễu à, còn 2 ngày nữa là mình được gặp nhau rồi. Bà có khỏe không? Được là không được. Bữa nay hai đứa lỡ rồi thì thôi. Ngày mai hai đứa cặm phiền đi giùm cô đi. Ủa? Em về luôn rồi hả? Dạ không. Em về lấy đồ à.
ba về. Con mệt mỏi lắm rồi ba ơi. Trân trọng những tình cảm, những gì mà chúng ta có. Và điều quan trọng nhất của chúng ta đó là niềm tin. Nhưng mà giờ đây tôi đã không còn tin ông như trước nữa, sau khi đã nhìn thấy bộ dạng của ông tối hôm đó. Làm ơn cho tôi một cơ hội nữa đi. Không được đâu. Tôi xin lỗi ông. Tại vì anh thấy ha, không có ai bị điên á mà đang cho người ta quá giang cái chạy thẳng ở Cần Giờ hết. Mà đi ra biển thì đâu có ở ngoài đường được, phải đi vô khách sạn. Trời ơi My ơi, em sắp làm mẹ rồi My. Không dám đâu, anh tưởng tượng hơi quá rồi đó. Không có đâu, chiêu này em xài hoài mà My. Có gì hay dùng hả? Anh dùng với em đó. Đón xem tập 11 Gia đình là số 1 phần 2 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 20/3/2019 trên kênh HTV7. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng, anh nhanh tay phát tài ngay. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, 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 oh. Gia đình là số 1, oh, gia đình là số một, gia đình là số một, gia đình là số một, gia đình là số một.